các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc áo cho bé 5 tuổi giống như thế này. Các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn cô tông Việt Nam 1mm kim số 2. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 93 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến mũi bính thứ 93. Sau khi các bạn móc xong 93 mũi bính, chúng ta sẽ quay sản phẩm lại và đâm kim móc vào bính thứ 3, móc cho mình một mũi kép. Các bạn đâm kim móc vào bính thứ 4 giúp mình nha. 1, 2, 3, 4, 1 kép. Mỗi một chân các bạn sẽ móc cho mình một kép. Ở đây mình sẽ móc tổng cộng là 13 mũi kép, tính luôn cả 3 mũi bính lên hàng nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và mũi kép thứ 13. Tiếp tục móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Ở chân thứ 14 móc một kép. Các bạn móc tiếp cho mình 19 mũi kép. Mỗi một chân móc một kép. 2 kép. 3. 4 kép. 5 kép. 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn móc tiếp cho mình thêm 9 mũi nữa cho đủ 19 mũi kép. Sau khi móc xong 19 mũi kép, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Đâm kim móc vào chân sát bên, các bạn móc cho mình một mũi kép. Mỗi một chân móc một kép. Ở đây mình sẽ có tổng là 25 mũi kép. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn móc cho mình đến mũi kép thứ 25. Sau khi móc xong 25 mũi bính thì các bạn lại tiếp tục móc cho mình 25 mũi kép thì chúng ta lại tiếp tục móc 19 kép. Các bạn móc lên cho mình 3 bính. 1, 2, 3. Mỗi một chân móc một kép. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và mũi kép thứ 19 móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Còn lại cái cạnh này là 13 mũi kép. Mỗi một chân móc một kép. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng số 1 này. Ở phía cuối hàng số 1 ở đây chúng ta có dư 2 bính thì 2 bính này các bạn bỏ luôn cho mình nha. Chúng ta chỉ móc đủ 13 mũi kép ở chỗ này thôi là kết thúc hàng số 1 luôn. Lên đến hàng số 2, các bạn sẽ quay sản phẩm lại và móc lên cho mình một mũi bính. Đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc cho mình một mũi đơn. Móc tiếp lên 3 mũi bính, 1 2 3. Bỏ qua hai chân, 1 2 đâm kim móc vào chân thứ 3, móc cho mình một mũi kép. Tiếp tục 2 mũi bính và một mũi kép cùng chân. 3 bính, 1 2 3. Bỏ qua hai chân, 1 2 đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một mũi đơn. 3 bính, 1 2 3. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một mũi kép. 2 mũi bính. 1 mũi kép cùng chân. 3 mũi bính, 1 2 3. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một mũi đơn. Móc lên 3 mũi bính, 1 2 3. Đâm kim móc vào trong sợi dây bính này, các bạn sẽ móc cho mình một kép. 2 bính. Một kép cùng chân. 3 bính, 1 2 3. Đâm kim móc vào chân đầu tiên ngay đây, móc một mũi đơn. 3 bính, 1 2 3. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc cho mình một mũi kép. 2 bính. Một kép cùng chân. 3 bính, 1 2 3. Bỏ hai chân, móc một đơn. 3 bính, 1 2 3. Bỏ hai chân, móc một kép. 2 bính. 1 kép cùng chân. 3 bính. Bỏ hai chân, móc một mũi đơn. 3 bính, 1 2 3. Các bạn tiếp tục móc và lặp đi lặp lại cho mình đến hết hàng thứ 2 này. Ở cuối hàng thứ 2, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân cuối cùng, móc cho mình một mũi đơn để kết thúc hàng thứ 2. Lên đến hàng thứ 3, các bạn móc cho mình 4 mũi bính, 1 2 3 4. Quay sản phẩm lại. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào trong chữ V này, móc 2 mũi kép chụm đầu và chụm chân. Móc lên 2 bính, 1 2. Tiếp tục 2 kép chụm đầu và chụm chân. Hai bính, 1 2. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Tiếp theo.
móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc vào ô tiếp theo, móc cho mình 2 kép chụm đầu và chụm chân. Hai bính, hai kép chụm đầu và chụm chân. Hai bính, hai mũi kép chụm đầu và chụm chân. Ba bính, một, hai, ba. Ngay cái góc tang này chúng ta cũng vẫn chỉ móc bình thường thôi nha. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Hai bính. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Hai bính. Hai kép chụm đầu chụm chân. Ba bính, 1, 2, 3. Các bạn tiếp tục móc và hoàn thành cho mình hết hàng thứ ba này. Mình sẽ nhắc lại ở những ngay cái góc tăng các bạn vẫn móc bình thường nha. Ở cuối hàng thứ ba các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi bính. Sau đó đâm kim móc vào bính thứ ba bên này, móc cho mình một mũi kép để chúng ta kết thúc hàng thứ ba. Lên hàng thứ tư các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Các bạn móc tiếp cho mình thêm một mũi nữa nha. Vậy tổng cộng là 4 bính. Quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào đây, móc cho mình một mũi kép. 1 bính. 1 kép. 1 bính. Đâm kim móc vào bính thứ ba, móc cho mình một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Tiếp tục đâm kim móc vào bính thứ ba, móc một mũi kép. Một bính. Ở ngay cái chỗ góc tăng các bạn sẽ móc vào đây một mũi kép. Hai bính, 1, 2. Một kép. Ba bính, 1, 2, 3. Đâm kim móc qua bên này, móc một kép. Hai bính, 1, 2. Một kép cùng chân. Một bính. Đâm kim móc vào bính thứ hai ở giữa, móc một kép. Một bính. Tiếp tục một kép. Một bính. Một mũi kép. Một mũi bính. Đâm kim móc vào bính thứ hai, móc một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Đâm kim móc vào bính thứ hai, móc một kép. Ở ngay cái góc tăng thứ hai các bạn cũng sẽ móc tương tự. Đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi kép. Hai bính. Một kép cùng chân. Ba bính. Một, hai, ba. Một kép.
hai bính, một kép cùng chân, một bính. Đâm kim móc vào bính thứ hai, móc một kép, một bính và một kép, một bính, một kép. Các bạn tiếp tục móc và lặp đi lặp lại cho mình đến hết hàng. Chỗ này là góc tăng của mình nha. Ở cuối hàng thứ tư, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân cuối cùng ngay đây, móc cho mình một mũi kép để kết thúc hàng thứ tư. Lên đến hàng thứ năm, các bạn móc lên cho mình 3 bính. Quay sản phẩm lại, đâm kim móc vào giữa hai mũi kép, móc một kép. Mỗi một chân các bạn sẽ móc cho mình một kép. Đến ngay cái chỗ góc tăng, các bạn sẽ móc cho mình 3 kép, 1 kép, 2 kép. Kép thứ 3, móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3, tiếp tục 3 kép, 1, 2, 3. Mỗi một chân móc 1 kép. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng thứ năm này. Mỗi một chân móc một kép, chỉ đến khi ngay cái chỗ góc tăng thì các bạn mới móc cho mình 3 mũi kép. Cuối hàng thứ năm, các bạn sẽ có hai mũi kép ngay đây. Đầu tiên là một mũi trong cái sợi dây bính này, mũi cuối cùng là cái mũi mà 1 2 3. Đâm kim móc vào bính thứ ba, móc một mũi kép để chúng ta kết thúc hàng thứ năm. Lên đến hàng thứ sáu thì mình sẽ lặp lại hàng thứ hai nha. Đây nè, hàng thứ hai của mình đây. Đầu tiên là móc lên một mũi bính, quay sản phẩm, đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi đơn, móc lên 3 bính, 1 2 3, bỏ qua hai chân, 1 2, đâm kim móc vào bính thứ ba, móc cho mình một mũi kép, hai mũi bính, một mũi kép cùng chân, 3 bính, 1, 2, 3. Ở hàng thứ 6 này thì các bạn sẽ móc hoàn toàn giống hàng thứ 2. Hàng thứ 2 móc như thế nào thì hàng thứ 6 này chúng ta sẽ lặp lại y chang như vậy luôn.
móc lên 3 bính. Bỏ qua hai chân, móc 1 kép, 2 bính, 1 kép cùng chân, 3 bính. Bỏ qua hai chân, móc 1 đơn, 3 mũi bính. Bỏ qua hai chân, móc 1 kép, 2 bính, 1 kép cùng chân, 3 bính. Bỏ qua hai chân, 1 2 3, chúng ta đây chúng ta sẽ bỏ qua 3 chân luôn. Đâm kim móc vào chân thứ 4, móc cho mình 1 mũi đơn. Móc lên 3 bính, 1 2 3. Đâm kim móc vào ngay cái góc tăng. Chúng ta móc bình thường. 1 kép, 2 bính, 1 kép cùng chân, 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chân đầu tiên chỗ này, móc cho mình 1 mũi đơn, 3 bính. Đây mình sẽ bỏ qua 3 chân, 1 2 3. Đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 1 kép, 2 bính, 1 kép cùng chân, 3 bính. Bỏ qua 2 chân, móc 1 đơn, 3 bính. Bỏ qua 2 chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc 1 kép, 2 bính và 1 kép cùng chân. Các bạn tiếp tục móc và lặp đi lặp lại cho mình đến hết hàng thứ 6 này. Ở ngay cái góc tăng này ha, chúng ta sẽ bỏ qua 3 chân, 1, 2, 3. Ở đây cũng là 1, 2, 3. Chỗ này là góc tăng của mình. Ở cuối hàng thứ 6, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân cuối cùng và móc cho mình 1 mũi đơn để chúng ta kết thúc hàng thứ 6. Lên đến hàng thứ 7, các bạn sẽ móc tương tự giống hàng thứ 3 luôn nha. Ở hàng thứ 3 này móc như thế nào thì hàng thứ 7 các bạn móc y chang cho mình luôn. Móc lên cho mình 4 mũi bính ở hàng thứ 7. 3, 4. Quay sản phẩm lại, đâm kim móc vào trong cái chữ V này. Các bạn sẽ móc cho mình 2 kép chụm đầu và chụm chân, 2 bính. Tiếp tục 2 kép chụm đầu và chụm chân, 2 bính, 2 kép chụm đầu và chụm chân, 3 bính, 2 kép chụm đầu và chụm chân, 2 bính, 2 kép chụm đầu và chụm chân, 2 bính, 2 kép chụm đầu và chụm chân, 3 bính. Ô tiếp theo tương tự, 2 kép chụm đầu và chụm chân, 2 mũi bính. Mình xin nhắc lại, ở hàng thứ 7 các bạn sẽ móc hoàn toàn giống hàng thứ 3 cho mình. Có nghĩa là ở hàng thứ 3 móc như thế nào thì lên hàng thứ 7 các bạn móc giống y chang luôn nha. Đây là cái điểm tăng, mình cũng sẽ móc y chang vậy luôn, cũng không có tăng thêm mũi gì cả. 3 mũi chụm đầu và chụm chân, 3 bính, 1, 2, 3. Đây là cái điểm tăng của mình ở hàng thứ 7, 3 mũi chụm đầu và chụm chân. Các bạn tiếp tục móc và hoàn thành hết cho mình hàng thứ 7. Lên đến hàng thứ 8, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi bính, 1, 2, 3, 4. Và ở hàng thứ 8 này các bạn sẽ móc hoàn toàn giống hàng thứ 4 cho mình, là cái hàng này.
Ở hàng thứ tư móc như thế nào thì ở hàng thứ 8 này các bạn móc y chang cho mình luôn nha. Một mũi kép. Một mũi bính. Một kép. Một bính. Đâm kim móc vào bính thứ hai. Móc cho mình một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Đâm kim móc vào bính thứ hai móc một kép. Đây thì mình sẽ móc góc tăng. Đây là cái góc tăng ở hàng thứ 8. Một kép. Một bính và một kép cùng chân. 3 bính. 1, 2, 3. Một kép. Một bính. Một kép cùng chân. Một bính. Một kép. Một bính. Một kép. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng này. Ở hàng thứ 9 các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ quay sản phẩm lại. Mỗi một chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép. Hàng thứ 9 này các bạn sẽ móc hoàn toàn giống hàng thứ 5 cho mình luôn nha. Đây là hàng thứ 5. Một chân móc một kép. Ở ngay cái góc tăng các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép cùng chân. 1 2 3. Móc thêm 3 mũi bính. Tiếp tục 3 mũi kép cùng chân. 1 2 và mũi kép thứ 3. Mỗi một chân móc một kép. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng thứ 9 này. Mình xin nhắc lại, ở hàng thứ 9 các bạn sẽ móc hoàn toàn giống hàng thứ 5.
Ở phía cuối hàng thứ 9 các bạn lưu ý là lúc nào chúng ta cũng sẽ còn hai mũi kép nha. Đâm kim móc vào đây và móc một mũi nè. Đâm kim móc vào bính thứ ba từ dưới đếm lên, móc một mũi kép nữa. Rồi sau đó mới kết thúc hàng thứ 9. Lên đến hàng thứ 10 các bạn sẽ móc hoàn toàn giống như cái hàng thứ 6 này. Móc lên một bính, quay sản phẩm, đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi đơn. 3 bính, 1, 2, 3, bỏ qua hai chân, móc một kép. Móc lên 2 bính, 1, 2, một mũi kép cùng chân. 3 mũi bính, 1, 2, 3, bỏ qua hai chân, móc một mũi đơn. 3 mũi bính, 1, 2, 3, bỏ qua hai chân, móc một kép. 2 bính, một mũi kép cùng chân. 3 bính, 1, 2, 3, bỏ qua hai chân, móc một mũi đơn. 1, 2, 3, bỏ qua hai chân, móc một mũi kép. 2 bính, một kép cùng chân. 1, 2, 3, một đơn. 3 bính. 1, 2, 3, một kép. 1, 2, 2 bính, một kép cùng chân. 3 bính, 1, 2, 3, bỏ qua ba chân. 1, 2, 3, đâm kim móc vào chân thứ tư, móc một đơn. 3 mũi bính, 1 mũi kép, 2 bính, 1 kép cùng chân, 3 bính, 1 mũi đơn vào chân đầu tiên bên này, 3 bính, bỏ qua 3 chân, 1, 2, 3, đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 1 kép, 2 bính, 1 kép cùng chân. 3 bính, móc hoàn toàn luôn ha, giống hàng thứ 6 ha. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng này. Chúng ta móc hoàn toàn giống hàng thứ 6 này. Lên hàng thứ 11, các bạn móc lên cho mình 4 mũi bính. 2, 3, 4. Quay sản phẩm lại, đâm kim móc vào ngay cái chữ V này, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi chụm đầu. Đầu tiên là 2 kép chụm đầu và chụm chân. 1 mũi, móc lên 2 bính. Mũi thứ 2 cũng là 2 kép chụm đầu và chụm chân. 1 lên 2 bính. Mũi thứ 3 2 kép chụm đầu và chụm chân. Móc lên 3 bính. Ô thứ 2 tương tự, 2 kép chụm đầu và chụm chân. Đến đây thì hoa văn của mình cứ lặp đi lặp lại ha. Không có gì khác cả. Chúng ta cứ móc lặp đi lặp lại đến khi nào chạm nách thì chúng ta sẽ dừng lại. Hai bính, hai kép chụm đầu và chụm chân. 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục, hai kép chụm đầu và chụm chân tiếp theo. 2 bính. Mũi bính 1, 2, 3. Hai kép chụm đầu và chụm chân.
3 bính 1 2 3. Đây là cái góc tăng của mình. À, phần góc tăng này mình cũng móc bình thường. Hai kép chụm đầu và chụm chân. 2 bính. Hai kép chụm đầu và chụm chân. 2 bính. Hai kép chụm đầu chụm chân. 3 bính 1 2 3. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng này. Ở hàng thứ 12 các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi bính. Quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào chỗ này, móc cho mình 1 kép. 1 bính. 1 kép. 1 bính. Đâm kim móc vào bính thứ 2, móc 1 kép. Hoa văn của chúng ta thì cứ lặp đi lặp lại cho đến hết chiều dài của áo luôn nha. Nên mình hướng dẫn các bạn hết hàng này, rồi những hàng tiếp theo các bạn sẽ tự móc cho mình. Một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Một kép. Một bính. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến khi nào mà đủ chiều dài để chiếc nách. Các bạn sẽ gấp đôi sản phẩm lại như thế này. Và chúng ta đo ha. Mình tiến hành đo. Đầu tiên là các bạn sẽ đo ngực của bé trước. Được bao nhiêu thì chúng ta lại lấy. Ví dụ như cái chỗ này mình đo ở phía dưới bụng của bé. Nhà mình là 64cm. Và như đây. Và mình sẽ gấp đôi sản phẩm lại và mình đo bắt đầu từ bên này qua bên này ha. Bây giờ mới được có 27cm à. Mình sẽ móc thẳng xuống tiếp, khi nào mà đến 33 hoặc là 34 thì mình sẽ dừng lại ha. Các bạn nhớ trừ hao 1 đến 1 hoặc là 1 đến 2cm ha. Tại vì cái sợi này độ co giãn của nó cũng rất là ít. Mình muốn thoải mái rộng một chút thì mình sẽ móc dư ra. Đây mình đã được 27cm rồi. Mình sẽ móc khoảng 32cm. 33cm thì mẹ mình sẽ dừng lại. Mình sẽ móc chiều dài từ bên này qua bên này. Mà được với số đo vòng ngực của bé của mình là ngay cái bụng là khoảng 64. Mình sẽ dừng lại ngay cái 33cm. Đây là cách mình chiết nách ha. Sau khi móc xong đủ chiều rộng thì chúng ta sẽ tiến hành chiết nách. Các bạn tiếp tục móc cho mình. Ở những hàng tiếp theo thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy nha. Không có gì khác cả. Sau khi các bạn móc xong hết chiều dài, ở đây mình móc 32cm ha. Các bạn cứ đo quanh bụng và chúng ta chia đôi và lấy cái phần này ha. Chia đôi ở đây mình móc 32cm, như vậy là đã vừa với lại bụng của em bé rồi ha. Mình dừng lại cái phần thân ở trên ở chỗ này. Đến mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái phần chiếc nách và xuống phần thân. Hoa văn thì chúng ta cũng cứ lặp đi lặp lại thôi ha, không có gì khác cả. Mình sẽ tạm gọi đây là hàng số 1 của phần thân ha. Các bạn móc lên một mũi bính, sau đó quay sản phẩm lại. Đâm kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi đơn, móc lên 3 bính 1 2 3. Đây là phần thân của phần chiếc nách. Bỏ qua hai chân, móc một mũi kép. Hai mũi bính. Tiếp tục một mũi kép cùng chân. 3 bính 1 2 3. Bỏ qua hai chân, móc một mũi đơn. 3 bính 1 2 3. Bỏ qua hai chân, móc một mũi kép. 2 bính. Một kép cùng chân.
3 mũi bính. Bỏ qua hai chân móc một đơn. Các bạn sẽ móc và móc tiếp tục cho mình đến ngay cái phần chiếc nách chỗ này ha. Đây là cái phần mình chiếc nách. Chúng ta sẽ móc tới đây. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến cái hàng này. Đến ngay cái điểm này nha. Sau khi các bạn móc đến ngay cái chỗ chiếc nách, ở đây mình đã móc lên 3 mũi bính và chúng ta gấp đôi cái phần nách này lại. Đâm kim móc qua. Móc cho mình một mũi kép, hai bính và một mũi kép cùng chân. Móc lên 3 bính, 1, 2 và 3. Ở đây mình sẽ bỏ qua một chân đầu tiên chỗ này, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc cho mình một mũi đơn. 3 bính, 1, 2, 3. Tiếp tục bỏ qua hai chân móc một kép. 2 bính. Một kép cùng chân. 3 mũi bính. Bỏ qua hai chân móc một mũi đơn. 3 bính. Bỏ qua hai chân móc một kép. 2 bính. Một kép cùng chân. 3 bính. Một mũi đơn. 3 mũi bính. Một kép. 2 bính. Một kép cùng chân. 3 bính. Một mũi đơn. 3 mũi bính. Các bạn tiếp tục móc và hoàn thành cho mình cái phần chiếc nách này. Mình xin nói thêm về cái phần chiếc nách còn lại ha. Ở đây mình đã móc đến cái phần chiếc nách này rồi. Bỏ qua hai chân, 1, 2, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc cho mình một mũi đơn. Sau đó mới móc lên 3 mũi bính. Rồi, mình sẽ chập đôi cái phần chiếc nách này lại, đâm kim móc xuyên qua, móc cho mình một kép, 2 bính và một mũi kép cùng chân. Tiếp tục 3 bính. Mình sẽ đặt ngược như thế này, bỏ qua chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc một đơn. 3 bính. Bỏ qua hai chân móc một kép. 2 bính. Một kép. Đến đây thì hoa văn sẽ lặp lại cho đến hết hàng chiếc nách. Ba bính. Các bạn móc tiếp cho mình đến hết hàng chiếc nách này. Vậy mình hoàn thành xong cái phần chiếc nách chỗ này rồi ha. Ở hàng thứ hai của phần thân áo, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Xuống phía thân này thì các bạn sẽ móc chiều dài tùy ý thích nha. Hoa văn thì lặp lại, chiều dài thì tùy ý của mỗi bạn, thích ngắn hay thích dài thì chúng ta cứ như vậy mà móc thẳng xuống thôi nha. Nên mình cũng sẽ hướng dẫn sơ cái phần thân thôi chứ không có hướng dẫn kỹ nữa, tại vì hoa văn giống nhau. Hai bính. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Ba bính, 1 2 3. Ô thứ hai. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Hai bính. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Hai bính. Hai kép chụm đầu và chụm chân. Ba bính.
Mình hướng dẫn các bạn tới phần này thôi ha. Và như mình nói lúc nãy là chiều dài thì các bạn móc tùy ý thích. Thích ngắn thì chúng ta móc ngắn và thích dài thì mình cứ móc dài. Sau khi các bạn hoàn thành xong phần hết phần thân thì mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn móc phần viền. Viền vạt áo, viền cổ áo và nẹp để làm nút áo ha. Đây là cái phần cơ bản mà các bạn hoàn thành giúp mình nha. Mình sẽ quay lại sau khi các bạn móc xong phần thân áo. Sau khi các bạn đã móc đủ chiều dài của cái thân áo, ở đây mình móc hai hoa văn nữa thôi ha. Các bạn móc viền cho mình. Đầu tiên các bạn móc lên cho mình một mũi bính, sau đó quay sản phẩm lại, mỗi một chân móc các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái viền của cái vạt áo này. Ở hàng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là một hàng mũi đơn. Các bạn lưu ý giúp mình là cái mũi đơn này các bạn móc thật là lỏng tay nha. Vì nếu các bạn siết chặt tay áo của mình nó sẽ bị nhăn lại. Nếu bạn nào mà có thói quen siết thì chúng ta sẽ tăng size kim lên để móc cho to nha. Ví dụ như đây là kim số 2 thì các bạn có thể móc cho mình kim 2.25 hoặc là kim 2.5 gì thì tùy ha. Mỗi một mũi các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn nha. Ở hàng đầu tiên của phần viền vạt áo các bạn móc một hàng mũi đơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình hết cái hàng này. Các bạn móc cho mình hết hàng này nha. Sau khi các bạn móc xong một hàng mũi móc đơn thì ở hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ quay sản phẩm lại, bỏ qua hai chân, 1, 2, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc cho mình một kép, một bính, tiếp tục một kép cùng chân, một bính, một kép cùng chân, một bính, một kép cùng chân, một bính và một kép cùng chân. Như vậy chúng ta sẽ có tổng là 5 mũi kép cùng chân, xen kẽ là một mũi bính. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc cho mình một mũi đơn. 3 bính, 1, 2, 3. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc cho mình một mũi kép. Sau đó là một mũi bính, một kép cùng chân, một bính, một kép cùng chân, một bính, một kép cùng chân, một bính và kép cùng chân cuối cùng. 3 bính, 1, 2, 3. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc cho mình một mũi đơn. 1, 2, 3. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ 3, móc một kép. Một mũi bính. Một mũi kép. Một bính. Một kép. Một bính. Một kép. Một bính, một kép, ba bính, bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ ba, móc một đơn, ba bính. Các bạn tiếp tục móc và hoàn thành cho mình cái phần viền ở cái vạt áo này. Đây là cái phần viền của mình. Sau khi các bạn móc xong hết hàng viền vạt áo thì đến cái phần viền, chúng ta sẽ móc xung quanh chỗ này bằng 4 hàng mũi đơn. 4 hàng mũi đơn nha.
sợi của chúng ta vẫn đang nằm ở chỗ này, và các bạn sẽ đâm kim móc vào từng mũi kép móc cho mình, là mỗi một thân mũi kép như thế này các bạn móc cho mình là 3 mũi đơn. Và tương tự ở cái phần viền vạt áo, thì cái phần viền này nếu các bạn nào hay siết tay thì chúng ta sẽ lấy kim size to hơn để móc. Móc mũi đơn thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta không siết chặt tay, móc càng lỏng càng tốt. Các bạn tiếp tục móc và hoàn thành cho mình 4 hàng mũi đơn xung quanh cái áo này luôn nha. Đây là cái phần cái tà ở đằng trước nè. Sau đó là đến phần cổ. Cứ mỗi một chân các bạn móc cho mình một mũi đơn. Tiếp đến là bên này, mỗi một chân móc một mũi đơn. Đến đây thì chúng ta lại vòng lại và móc tổng cộng là 4 hàng mũi đơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình hết 4 hàng mũi đơn thì mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn tiếp nha. Sau khi các bạn móc xong 4 hàng mũi đơn ngay cái vạt áo chỗ này thì lên ngay tới cái phần viền cổ áo, các bạn sẽ móc vào cho mình móc lên 5 bính, 1 2 3 4 5, đâm kim móc vào phía dưới, móc cho mình một mũi bông dâu. Đếm vào 5 mũi đơn. 1 đơn. 2 3 4 5, móc lên 5 bính. 2 3 4 5. Một mũi bông dâu. Năm mũi đơn. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 mũi bính. Năm mũi đơn. 1 2 3 4 5. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết cái phần viền cổ áo này. Chúng ta cứ móc ha. Đến đây, các bạn móc cho mình đến chỗ này. Sau khi các bạn móc xong viền cổ áo một hàng mũi bông dâu ở chỗ này thì ở phía cái vạt bên này chúng ta sẽ móc khuy áo. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi bính, 1 1 2. Bỏ qua hai chân, đâm kim móc vào chân thứ ba, móc cho mình một mũi đơn. Chúng ta lấy cái cúc và luồn qua bên cái chỗ khuy này, nếu mà vừa thì chúng ta móc tiếp ha, còn không vừa thì các bạn móc thêm ra, tùy các bạn chọn cúc to hay cúc nhỏ. Tiếp tục các bạn móc cho mình 12 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và mũi 12. 2 mũi bính, 1 2, đâm kim móc vào chân thứ ba, móc một mũi đơn.
tiếp tục 12 mũi đơn. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 mũi bính, 1 2 đâm kim móc vào chân thứ 3, móc 1 mũi đơn. 1 2 3. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết cái chỗ này. Đến đây thì mình lại quay sản phẩm lại và tiếp tục móc thêm một hàng mũi đơn nữa. Mỗi một chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Còn ngay cái chỗ khuy áo thì các bạn sẽ móc cho mình vào 2 mũi đơn. 1 2 Mỗi một chân móc một đơn. Trong khuy áo thì mình sẽ móc 2 đơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết hàng này. Sau khi móc xong cái hàng này thì mình tiến hành cắt sợi luôn. Là mình đã hoàn thành được cái phần khuy áo. Các bạn tiếp tục móc tiếp cho mình. Mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn móc cái phần viền tay áo. Ở phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần viền nách, viền xung quanh cái tay áo này nha. Các bạn sẽ nối sợi vào trong mình. Sau đó buộc thật chặt lại. Ở hàng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là một hàng mũi đơn. Đầu tiên là móc lên một mũi bính. Tiếp tục mỗi một chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Mũi đơn thì các bạn móc thật là lỏng tay giúp mình nha. Mỗi một chân móc một đơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình hết hàng mũi đơn này. Sau khi các bạn móc xong một hàng mũi đơn xung quanh cái phần tay áo thì đến đây các bạn móc lên cho mình là 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chân vừa móc bính, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép cùng chân. 1 kép 2 kép 3 kép 4 kép. Bỏ qua 3 chân, 1 2 3, đâm kim móc vào chân thứ 4, móc cho mình 1 mũi đơn. Móc lên 3 mũi bính. Đâm kim móc vào chân vừa móc mũi đơn, móc cho mình 4 mũi kép. 1 2 3 4. Bỏ qua 3 chân, đâm kim móc vào chân thứ 4, móc 1 đơn. 3 bính, 1 2 3. Các bạn tiếp tục móc cho mình đến hết cái phần viền tay áo này. Và phần tay còn lại các bạn cũng viền giống y chang như vậy luôn cho mình. Tay bên này mình đã viền xong rồi.
Sau khi móc xong thì sản phẩm của chúng ta sẽ có hình dáng giống như thế này. Chúc các bạn thành công. Các bạn bẻ cổ áo ra và khâu chết hai cái chỗ này lại để chúng ta